Năm học 2024-2025, giá sách giáo khoa tái bản theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ giảm. Cụ thể, giá bìa bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa trên trời sáng tạo giảm 11,2%. Theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và giáo viên đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết 686/NQ-UBTV-QH15/2023 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.